chương một hải đảo thời đại tuyển trạch hải quy đảo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com sở trần ngươi thật muốn tuyển trạch hải quy đảo ngươi cũng đã biết coi như thức tỉnh rồi thuần hóa dị năng người đều sẽ không lựa chọn hải quy đảo trong đại sảnh một lão già vẻ mặt nghiêm túc nhìn sở trần nói sở trần gật đầu không sai lão sư ta đã làm xong quyết định ngươi nha ngươi Ngươi nhưng là ta học sinh ưu tú nhất. Ai? Lão giả nói xong, lắc đầu, ly khai. Sở Trần thì nhìn về phía màn ảnh trước mặt. Ngày hôm nay, là hắn tuyển trạch thuộc về mình Hải đảo thời gian. Nơi đây, là Sở Trần xuyên việt thế giới song song. Thế giới này nhân khẩu khá là khủng bố, đã đột phá hai mươi tỷ. Bởi nhân khẩu nhiều lắm, tư nguyên tiêu hao dị thường cự đại, cả thế giới tài nguyên đã khô kiệt. Cũng may. Người của thế giới này, ở đầy 18 tuổi thời điểm, có thể tiến nhập một cái vô cùng to lớn, tràn đầy vô cùng vô tận tư nguyên hải dương thế giới. Đại dương này trong thế giới, sở hữu không biết số lượng có bao nhiêu hải đảo, những thứ này hải đảo hoặc lớn hoặc nhỏ, tinh la kỳ bố phân bố ở nơi này đại dương vô tận trong thế giới. Nơi đây, được xưng là hải đảo thế giới. Ở đầy 18 tuổi thời điểm, cái thế giới này công dân, đều có thể đi trước hải đảo thế giới chọn một chỗ hải đảo, trở thành hải đảo chủ chỉ là hải đảo thế giới có rất nhiều nguy cơ trở thành hải đảo chủ phía sau còn có một chút khảo hạch sở dĩ đại đa số người ở trở thành hải đảo chủ phía sau không đến thời gian một năm bên trong cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục người bị loại về sau chỉ có thể đi qua thông qua người khác hải đảo tiến nhập hải đảo thế giới những người này cũng được xưng là đải vàng giả đải vàng giả ở hải đảo thế giới thu hoạch không chỉ cần phải cho hải đảo chủ thường giao phân nữa còn muốn đọc lên phân nửa bên trong một nửa kia cho toàn cầu liên minh Còn cần tự phụ đi tới đi lui với hai thế giới lộ phí Còn như giữ được chính mình hải đảo nhân Cái kia dĩ nhiên là có liên tục không ngừng tài phú Bất kể là ở hải đảo thế giới hay là trở về đến địa cầu Đều là địa vị cao quý người trên người Làm cho vô số người ước ao vô cùng tồn tại Ngoài ra, hải đảo trên thế giới còn có năng lượng thần bí Loại năng lượng này có thể làm cho một ít nhân loại sở hữu năng lực đặc thù cũng chính là dị năng. Một ít dị năng có thể làm cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn, còn có một chút dị năng dùng để tu kiến kiến trúc lúc vừa nhanh lại mỹ quan, cũng có một ít người dị năng dùng để chiến đấu thời điểm rất mạnh. Những thứ này dị năng giả, cũng là các đại hải đảo chủ chiêu mộ đối tượng. Sở trần ánh mắt, dừng lại ở trên màn ảnh, ở trong đó, có đại lượng hải đảo tin tức. Lần này, toàn cầu có chừng hơn 10 triệu người đồng thời chọn hải đảo nếu như là một người, chỉ có thể chọn một diện tích không cao hơn một cây số vuông hải đảo. Sở dĩ, có một ít bởi vì chọn lớn hơn hải đảo, lựa chọn tổ đội. Càng nhiều người, có thể chọn lựa hải đảo diện tích lại càng lớn. Đây cũng là một loại tài nguyên chỉnh hợp. Sở trần, chúng ta tổ đội A, ta đã liên lạc 9 người, cộng thêm người chính là 10 người, chúng ta cùng nhau, có thể tuyển trạch một cái diện tích 20 cây số vuông hải đảo. Lúc này, sở trần nhận được một cái trò chuyện. Không được, ta đã có trung ý hải đảo. Sở trần cự tuyệt đối phương, sau đó, ở trên màn ảnh điểm đứng lên. Công dân sở trần, công dân đánh số y 2519 m 111 g 18 x 145871 cc có hay không tuyển trạch đệ 100 hào hải quy đảo thành tựu ngươi hải đảo. Một cái gợi ý tin tức nhảy ra ngoài. 100 hào. Nói như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy hải đảo chủ. Ở ta trước mặt, cư nhiên chỉ có 99 cái người lựa chọn hải quy đảo sao? Sở trần muốn. Hơn nữa, ở toàn cầu bài danh trước 100 đảo nhỏ bên trong, sở trần không nhìn thấy bất kỳ một cái nào hải quy đảo. Không phải, không ngừng trước 100. Trước một vạn danh bên trong cũng không có hải quy đảo tin tức. Nói cách khác, cái kia 99 cái lựa chọn hải quy đảo nhân, hơn phân nửa đã bị đào thải, coi như không có bị loại bỏ, phỏng chừng cũng chỉ có vài cái nửa chết nửa sống tồn tại, không có chút nào danh khí. Bất quá, sở trần tuyệt đối sẽ không bước bọn họ rập khuôn theo. Là Sở trần điểm xuống xác nhận kiện Tuyển trạch thành công, mời lĩnh đạo chủ đồng hồ, ngươi chỉ có thể mang theo không cao hơn 20kg vật phẩm tiến nhập chính mình hải đảo, vượt lên trước trọng lượng sẽ không cách nào tiến nhập. Sau khi tiến vào trong vòng một năm không thể phản hồi địa cầu, bằng không tính toán vì đào thải gợi ý tin tức lần thứ hai xuất hiện sau đó sở trần phía trước cơ khí bên trong xuất hiện một cái đồng hồ đeo tay một dạng đồ đạc đây chính là đảo chủ đồng hồ không thấm nước phòng cháy phòng ngừa bạo lực là tượng trưng của thân phận có thể đủ đi lên võng vẫn là giấy thông hành cũng đại biểu cho nhập khẩu đi qua cái này đồng hồ sở trần có thể từ địa cầu thông đạo tiến nhập chính mình hải đảo bên trong cũng có thể từ hải đảo trực tiếp trở lại địa cầu, hắn từ địa cầu chiêu mộ công nhân, cũng có thể đi qua cái này đồng hồ cung cấp tọa độ tiến nhập hắn hải đảo. Điều kiện tiên quyết đạt được sở trần đồng ý, đương nhiên, giới hạn với hai thế giới giữa lui tới, hơn nữa, mỗi một lần ra vào đều cần không ít phí dụng. PS Lão tác giả sách mới, ung dung hương nhàn dưỡng thành làm ruộng xây dựng làm chủ, tuyệt đối sẽ không làm cho đại gia thất vọng, hoan nghênh xem nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả